Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouSport Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái kỹ năng rất là cần thiết cho những cái cầu thủ chạy cánh, đó là kỹ năng tạt bóng. Và nói về tạt bóng thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến hai cái tên rất là nổi bật trong khoảng thời gian gần đây là Kevin De Bruyne và Alexander Arnold, với những đợt tạt bóng cầu vồng ảo diệu ngỡ như là chỉ xuất hiện ở trong game. Và nếu như chúng ta không thể tạt được những cái đường bóng quá là ảo diệu giống như họ thì vẫn còn những cái cách khác để chúng ta có thể tạo ra được những cơ hội uy hiếp đối với khung thành đối phương khi mà tiếp xúc vào gần khu vực vòng cấm địa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ba cách tạt bóng cơ bản nhưng cũng rất hiệu quả để có thể áp dụng được trong các trận đấu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với kiểu tạt bóng tiêu chuẩn nhất và cơ bản nhất, đó chính là dùng lòng trong để tạt bóng vào. Và đây cũng là cái khuôn mẫu cơ bản để Kevin De Bruyne cũng như là Alexander Arnold thực hiện những cái đường chuyền cầu vồng rất là nổi bật mà chúng ta đã thấy trong suốt thời gian qua. Chìa khóa cho sự nguy hiểm từ những pha tạt này là quỹ đạo xoáy để vượt qua tầm với của cầu thủ phòng ngự trước khi rơi đúng vào cái tầm băng cắt của tiền đạo. Có thể sử dụng những cái cú tạt này ở mọi nơi xung quanh khu vực vòng cấm, miễn là vào tầm thuận lợi của chân thuận. Có thể tạt cuộn từ dưới lên hoặc từ trên xuống tùy theo hướng nhận và hướng tạt bóng. Để thực hiện được những cái đường tạt bóng như vậy thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái điểm, đó là điểm tiếp xúc ở trên bóng cũng như là điểm tiếp xúc ở trên chân. Để mà tạo ra được một cái đường bóng xoáy thì chúng ta sẽ cố gắng để bắt đầu tiếp xúc bóng từ phía bên hơi lệch một chút ở phía dưới thấp so với tâm bóng, để khi mà chúng ta đá vào dưới của quả bóng và cuộn lên trên thì sẽ tạo ra được một cái đường bóng có độ bổng và độ xoáy, độ cuộn để tiền đạo ở phía bên trong có thể lao vào băng cắt. Đối với điểm chạm ở trên chân thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần lòng trong của bàn chân để tác động vào quả bóng. Hãy lưu ý là cái phần tốt nhất để mà chúng ta thực hiện được một cái đường tạt bóng xoáy như vậy là cái từ phần gần đầu ngón chân đến giữa cái phần lòng trong này. Cái phương pháp tạt bóng thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một pha tạt bóng câu bóng điểm rơi. Khi mà không có quá nhiều những cái lựa chọn để nhận bóng ở phía bên trong vòng cấm thì chúng ta phải thực hiện những cái đường tạt bóng điểm rơi để tận dụng cái chiều cao, thể hình cũng như là cái khả năng chọn điểm rơi tốt của tiền đạo ở phía bên trong để thực hiện một cái đường tạt bóng tạo ra những cái cơ hội nguy hiểm. Những tình huống này thì sẽ phù hợp với trường hợp có ít sự lựa chọn nhận bóng ở bên trong với những điểm không thuận lợi nhất định. Đây có thể xem như là một tình huống dạng cầu may khi khả năng chiến thắng sẽ phụ thuộc nhiều vào thể hình, kinh nghiệm và sự may mắn trong lựa chọn vị trí. Đối với kỹ thuật truyền câu bóng điểm rơi thì chúng ta có thể sử dụng phần đầu mu bàn chân này để chặt xuống phía dưới của bóng. Khi chúng ta thực hiện đường tạt bóng thì bàn chân sẽ là so với mặt đất và chặt vào quả bóng. Cái phương pháp cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện một pha tạt bóng chìm ngược về phía tuyến 2 để các tiền vệ cũng như là những cái cầu thủ ở tuyến sau có thể băng vào để thực hiện một pha dứt điểm. Theo quán tính thì người chơi phòng ngự có chuyên nghiệp tới đâu cũng sẽ khó tránh khỏi phản xạ tự nhiên trong trường hợp phải đối diện với một pha vung chân. Họ thường sẽ có cái xu hướng là ngăn chặn một pha tạt bóng bổng vào bên trong. Mặt khác thì việc phòng ngự về phía sau lưng là bất khả thi trong những trường hợp mà đã theo kèm xuống phía sát biên. Khi đó một cú tạt chìm về phía sau cho tuyến 2 băng vào khoảng chấm dứt điểm sẽ vô cùng lợi hại. Về cách thực hiện một cái đường tạt bóng ngược về phía sau, một pha cắt bách như vậy thì cái phương pháp cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ cố gắng làm sao để ghìm cho quả bóng đi chìm về phía sau để những cái cầu thủ ở tuyến trong có thể dễ dàng xử lý hơn. Thì cái cách thực hiện nó cũng sẽ giống như là khi mà chúng ta tạt bóng bằng lòng trong hoặc là khi mà tạt bóng câu điểm rơi, chúng ta đều có thể sử dụng phần lòng bàn chân cũng như là phần mu. Tuy nhiên là cái khi mà tiếp xúc lên bóng thì chúng ta sẽ tiếp xúc vào cái phần giữa tâm bóng hoặc là hơi cao một chút so với tâm bóng để quả bóng đi sệt và không bị bổng lên. Thật ra thì cái việc tạt bóng nó cũng sẽ không chỉ gói gọn ở trong ba cái phương pháp vừa rồi mà còn có thể dùng những cái cách rất là khác, có thể là một pha Trivela hoặc cao siêu hơn, có thể là một cú Rabona để đưa bóng vào trong. Tuy nhiên thì với ba cách tạt bóng vừa rồi thì đã hầu như là đã đủ để chúng ta có thể sử dụng nó ở trong rất nhiều trường hợp ở trên trận đấu. Và quan trọng là những cái động tác này
thì hầu như mọi người đều có thể luyện tập và sử dụng tốt nó được, không quá khó khăn để chúng ta có thể thực hiện chúng. Và hãy chia sẻ lại những cái quá trình tập luyện cũng như là những cái bí kíp mà các bạn có thể rút ra được trong quá trình chúng ta tập những cái động tác này đến với mọi người ở phần bình luận phía bên dưới. Và cũng đừng quên là nhấn nút like video cũng như là đăng ký kênh và nút chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video trong tương lai của YouSports Channel. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.